bạn, nay mình sẽ giới thiệu bạn về dòng headphone giá rẻ tầm giá dưới 100k nhưng sử dụng rất là bền, đó là dòng headphone Avan A7. Bạn nhìn xem sơ qua phần mặt. Cái đặc trưng của dòng headphone này nó phối màu đỏ đen. Nó sử dụng, đặc biệt là sử dụng dây dù, bên ngoài bọc lớp nhựa là dây dù bọc nhựa. Đặc trưng của dòng dây này rất là bền. Sử dụng hai jack kết nối, một jack phone màu đen, một jack mic màu đỏ. Bạn xem qua headphone. Gọng, bạn nhìn thấy đây là gọng phía ngoài làm bằng cao su, phía trong là chất liệu thép. Gọng này nó cực bền, không có thể gãy được. Phía trong nó là thép, các bạn sẽ uốn được, rất là chắc. Phía ngoài gọng này nó bọc cao su để chúng ta đụng lên đầu là êm, có thể sử dụng đỡ va chạm. Tai nghe này thì các bạn có thể đẩy cái chỗ này xuống, thay đổi kích cỡ đầu, thì đầu lớn đầu nhỏ, đẩy cái chỗ này. Đặc trưng dòng Avan A7, dòng headphone này sử dụng rất là bền, tôi sử dụng cho các tiệm game, tiệm net, đệm tai này. Bạn yên tâm là cái dòng headphone mà sử dụng cho tiệm net, tiệm game thì thường rất là bền, tuổi thọ rất là cao, chống va đập rất tốt. Để xem thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như đặt hàng, các bạn có thể truy cập vào website thanhcongstore.vn.